Đang ngồi ăn cơm thấy chú chó chắp chân vái lại, hai vợ chồng hoảng sợ vội bỏ chạy vào nhà. Vào một buổi tối yên bình, hai vợ chồng đang thưởng thức bữa cơm ngoài sân dưới ánh đèn lờ mờ thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng khó hiểu và đầy rùng rợn. Trong không khí tĩnh lặng, chú chó nhà họ đột nhiên bước đến trước chiếc ghế trống ngoài sân, rồi chắp chân vái lại liên tục, sau đó bỏ chạy vào nhà, như thể đang cầu nguyện trước một linh hồn vô hình. Trước tình huống kỳ lạ và có phần rùng rợn này, cả hai vợ chồng lập tức cảm thấy lo lắng, không ai dám thốt lên lời nào, chỉ trao nhau những ánh mắt đầy sợ hãi, rồi vội vàng bê mâm cơm chạy thẳng vào nhà. Vì quá sợ hãi và có phần không hiểu là chú chó nhà mình tại sao lại có hành động lạ thường đó, thế nên cả hai vợ chồng đã chia sẻ lên mạng để mong giải đáp thắc mắc. Một số người bình luận rằng có thể chú chó đã nhìn thấy điều gì đó mà con người không thể thấy được, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm khi lúc ấy còn đang ở trong tháng cô hồn. Người khác lại đùa rằng có lẽ chú chó đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó từ thế giới bên kia và hành động vái lại đó là cách nó thể hiện sự tôn kính hoặc sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.